Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Tập 10 Chủ giảng Đạo Pháp Sư Tịnh Không Thời gian ngày 2 tháng 6 năm 2000 Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Mời xem Kinh Trang thứ ba Nhất thời Phật tại Long Cung Sa Kiệt La Cùng với 8.000 chúng đại tỳ kheo 32.000 Bồ Tát Ma Ha Tát Xem đoạn Kinh văn này Nhất thời Là thời gian Là thời gian Phật Thuyết Kinh Thời gian ở đây không dùng ngày tháng năm mà dùng nhất thời ý nghĩa trong đây rất sâu phạm phu chúng ta đặc biệt là người trung quốc đối với lịch sử vô cùng xem trọng thời gian địa điểm đều nhất định phải khảo chứng vô cùng chính xác không được có sai lầm thế nhưng trong kinh phật nói cho chúng ta thời gian và không gian đều là khái niệm trừu tượng không phải sự thật vì vậy ý nghĩa của nhất thời không những rất sâu Mà còn rất rõ ràng chính xác So với việc chúng ta ghi chép Năm, tháng, ngày, giờ Có thể nói là còn chính xác hơn Nhất Cụ đức Có rất nhiều cách nói Cách nói thông thường nhất nếu nói theo lời hiện nay thì chính là cơ duyên đã chín mùi lúc cơ duyên chín mùi thì gọi là nhất thời nếu duyên chưa chín mùi nói ra cũng chẳng lợi ích gì cho nên nói thầy trò đạo hợp đây là nhất thời nếu nói từ trinh lý Thiền Tông có một câu nói Biết được một thì muôn sự xong Lại nói rằng Vạn Pháp quy nhất Nhất này chính là tương ưng với tự tánh Ý này rất sâu Trong định độ tông Chính là nhất tâm bất loạn cảnh giới mà nhất tâm bất loạn hiện ra là nhất chân pháp giới tâm vừa loạn thì nhất chân pháp giới biến thành thập pháp giới biến thành du lượng du biên pháp giới nếu như tâm chúng ta thực sự quy nhất một niệm không sanh nhất tâm bất loạn thì hết thảy kinh mà tất cả chư phật như lai đã nói đều viên mãn hiện tiền đây mới gọi là nhất thời đích thực đây là nói từ trên lý pháp thân đại sĩ mới có thể chứng được đối với cảnh giới của chúng ta hiện nay nói tùy trò đạo hợp rất hay duyên phận nghe kinh duyên phận giảng kinh vào lúc này đã chín mùi vì vậy đây gọi là nhất thời không ghi chép năm tháng ngày giờ trong sự truyện của trung quốc có ghi chép Đại sư trí giả Lão nhân gia Ngài Tụng Kinh Pháp Hoa Khi tụng đến Đoạn Kinh Văn Của Phẩm Dược Phương Ngài bỗng nhiên nhập định Ở trong định Ngài nhìn thấy Núi Linh Thú Thích Ca Mâu Ni Phật đang giảng kinh Pháp Hoa tại núi Linh Thú. Ngài cũng đã tham gia hội này và đã nghe được đoạn kinh này sau khi xuất định Ngài nói cho mọi người biết Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh Pháp Hoa hội này vẫn chưa ta Đây có thật hay không? Đây là thật. Trong Kinh Pháp Hoa nói, Pháp ấy trụ chân như tướng thế gian thượng trụ. Hiện nay, nhà khoa học cũng nói, nếu như chúng ta có năng lực vượt qua tốc độ của ánh sáng, thì có thể trở về quá khứ, Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh vào 3.000 năm trước là quá khứ. Chúng ta quay về quá khứ thì có thể tham gia Pháp hội khi đó. Điều này chứng tỏ thời gian, không gian không phải thật. Nếu như cơ duyên của bạn chính mùi, giống như Đại sư Trí Giả, có công phu định lực như vậy ngài có thể quay về quá khứ cũng có thể khế nhập vị lai thế gian này có rất nhiều nhà tiên tri nói sự việc của tương lai vì sao họ biết vậy họ đã nhìn thấy được họ có thể siêu vượt không gian và thời gian nên họ nhìn thấy được cổ nhân lại nói lời tiên tri đại khái có hai loại lớn một loại là suy đoán từ trên khoa học toán học chưa chắc là chính xác xác suất chính xác không phải là một trăm phần trăm và có khi tính toán sai đây là điều khó tránh khỏi nếu như suy đoán rất giỏi vậy thì rất chính xác một loại khác là định công cảnh giới trong định là cảnh giới hiện lượng do đích thân họ nhìn thấy suy luận của khoa học toán học là cảnh giới tỷ lượng cảnh giới hiện tượng là đáng tin cậy nhất đây là chính mắt nhìn thấy cảnh giới hiện lượng này được gọi là nhất thời từ đây có thể biết nếu như ghi rõ năm nào tháng nào ngày nào đó thì chúng ta dĩ diện không có cơ hội tham dự rồi ý nghĩa của nhất thời quá hay chỉ cần chúng ta được nhất tâm bất loạn chúng ta sẽ có năng lực tham dự pháp hội này tâm của phật là nhất tâm tâm của chúng ta cũng là nhất tâm nhất tâm và nhất tâm giao cảm thì cảnh giới hiện tiền cho nên hai chữ nhất thời là sống động không phải chết cứng nói cho chúng ta biết chúng ta đều có duyên phận tham gia pháp hội của tất cả chư vật như lai chỉ cần làm đến nhất tâm bất loạn là được tiếp theo là chữ phật đây là người chủ giảng Người chủ giảng kinh Chữ Phật ở đây chỉ cho Thích Ca Mâu Ni Phật Bộ sư của chúng ta Bộ kinh này là do Ngài giảng Phật tại Chúng ta không được lơ là Chữ tại này Không nói Phật trụ Trong quan điểm của chúng ta ngày nay Nói trụ Chúng ta trụ ở đâu? Nói trụ là sai lầm Tại mới là chính xác Phật không có trụ trụ Trong Kinh Kim Cang nói Phải nên không trụ vào đâu Mà sanh tâm kia Phạm Phu chúng ta hỏng là họng ở cái trụ này Trụ là có chấp trước kiên cố Chúng ta thông thường nói trụ là phan duyên Tại là tùy duyên Chúng ta phải thể hội thật kỹ ý nghĩa này Thực tế Phật trụ ở đâu vậy? Tận hư không khắp pháp giới là trụ xứ của Phật Bạn nói xem cảnh giới này của Ngài bao lớn tâm lượng bao lớn trong quan niệm của phạm phu chúng ta tôi có căn nhà nhỏ đi chính là chỗ ở của tôi cảnh giới rất nhỏ tâm lượng cũng nhỏ đam mê mất tự tánh rồi cho nên từng câu từng chữ trong kinh điển đều hàm chứa ý nghĩa rất thâm sâu đây là điều chúng ta cần phải học tập chúng ta ngày nay tại singapore quyết không phải trụ singapore trụ singapore vậy là vọng tưởng phân biệt chấp trước đều khởi lên ngay tại thì không có chẳng nơi nào mà không tại nơi nào có duyên thì hiện thân ở nơi đó chư phật như lai là như vậy hiện nay chúng ta tuy chưa được tự tại như vậy nhưng cũng tương tự tương tự thì chúng ta có thể làm được nơi nào có duyên thì chúng ta cũng phải đến nơi đó để tham gia pháp hội giảng kinh hoằng pháp nơi nào có duyên thì đến nơi đó dứt khoát không có một chỗ ở cố định có chỗ ở cố định thì hỏng ngay. Hoàn toàn trái ngược với vô trụ sanh tâm rồi. Vô trụ sanh tâm là giác. Trái ngược lại là mê. Vì vậy, ở trong Kinh Phật, chúng ta cũng nhìn thấy Phật trụ mà tại đều nhìn thấy Phật tại Sa Nghiệt La là tiếng Phạn. Ý nghĩa của đó là biển nước mặn. Chúng ta biết nước ở biển đều có vị mặn. Biển nước mặn này khả năng năm ấy Phật tại thế chính là chỉ cho Ấn Độ Dương. long cung chúng ta biết đây là đạo tràng của bồ tát đại long vị bồ tát này cũng là pháp thân đại sĩ thế là chúng ta liền nghĩ đến ngài không cùng chiều không gian với chúng ta cách nói này nếu như mọi người khó thể hội thì chúng ta dùng ví dụ để nói bạn sẽ dễ hiểu hơn giống như hiện nay chúng ta xem màn ảnh truyền hình kênh của ngài khác với kênh của chúng ta quả thật là trên cùng một màn ảnh nhưng kênh lại khác nhau ngày nay Chúng ta đối với truyền hình rất quen thuộc. Chuyển một kênh liền chuyển một chương trình. Vì vậy, Bồ Tát Đại Long có hay không? Có, không phải không có. Nếu bạn chuyển kênh thì nhìn thấy ngày ngay. Nếu bạn không chuyển kênh mà đi tìm thì tìm thế nào cũng không thấy. Ngày nay, khoa học phát triển tàu ngầm được chế tạo rất tinh vi xuống đến tận đáy biển đã tìm khắp biển cả trên toàn địa cầu rồi nhưng không hề phát hiện lòng cung nguyên nhân gì vậy kênh không tương đồng hiểu rõ đạo lý này thì vấn đề này sẽ có đáp án ngay không chỉ Bồ Tát Đại Long không cùng chịu không gian với chúng ta Mà có rất nhiều quỷ thần cũng không cùng chịu không gian với chúng ta Như chúng ta xem thấy trong sự truyện Đại sư Pháp Chiếu Đời Đường Ngài nhìn thấy chùa Đại Thánh Trúc Lâm của Bồ Tát Văn Trụ ở núi Ngũ Đài. Chúng ta tin Ngài không vọng ngữ. Đây là Ngài có duyên phận đặc biệt. Ngài đã đi vào đường hầm thời gian mà người hiện nay chúng ta nói đến Ngài bước vào một chiều không gian khác Nhìn thấy chùa Đại Thánh Trúc Lâm Bồ Tát Văn Thù đang giảng kinh Ngài còn nghe được một hội Và còn tỉnh giáo Rất nhiều vấn đề với Bồ Tát Văn Thù Ngài hỏi rằng căn tánh của người thực kỳ mặt Pháp Dần dần chậm lục phải tu học pháp môn nào mới tương đối thích hợp. Bồ Tát Văn Tù dạy Ngài tu pháp môn niệm Phật. Ngài tịnh giáo Bồ Tát Văn Tù niệm vị Phật nào? Bồ Tát Văn Tù dạy Ngài niệm A-di-đà Phật. Và còn niệm mấy câu cho Ngài nghe ngài mô phỏng theo ngài đã học được đây chính là ngũ hội niệm phật được truyền lại sau này ngũ hội niệm phật là do kim khẩu của bồ tát văn thù truyền cho đại sư pháp chiếu vì sao ngài không tham tiền nữa ngài niệm phật ngài xây niệm phật đường người đương thời tôn xưng ngài là ngũ hội pháp sư Thế nhưng hiện nay Chúng ta nghe thấy Có cách niệm ngũ hội niệm Phật Ở trong băng ghi âm Tôi e rằng đây không phải là cách niệm Của tiền sư Pháp Chiếu Vì sao vậy? Hiện nay tôi nghe loại âm nhạc này Tâm không thể định được Tâm không thể định Thì làm sao thành tựu đây là một phương pháp để phân biệt lợi hại của chúng ta. Sau khi chúng ta tiếp xúc Phật kiệu này, thân tâm thanh tịnh, thì đây là cảnh giới tốt, sẽ có lợi ích đối với ta. Nếu sau khi ta tiếp xúc, nghe xong, mà thân tâm ta không thể an định được, thì pháp môn này không thích hợp cho ta tu học. Tuy nhiên, người viết điệu nhạc này lại là một vị Pháp Sư vào đầu năm dân quốc. Ông hiểu âm nhạc nên viết cũng rất hay, tiếp dẫn người sơ cơ rất tốt. Như hiện nay, ở trong nhiều trường hợp tù hội biểu diễn thì hay. Khiến những người sơ học xem nó như một ca khúc để hát điều này tốt nếu người thật sự dụng công phu thì phương pháp tụng niệm này không dễ nhiếp tâm điều này chúng ta nhất định phải hiểu rõ đây là một ví dụ sau khi tiền sư pháp chiếu rời gọi chùa trúc lâm trên đường về ngài còn làm dấu cho khỏi quên khỏi lạc đường để lần sau còn có thể trở lại đang lúc làm dấu quay đầu lại nhìn thì không thấy chùa đại thánh trúc lâm nữa chỉ nhìn thấy một vùng núi hoang khi đó ngài mới biết là bồ tát thị hiện đó chính là khi rời gọi chùa đại thánh trúc lâm ngài lại quay về với thời gian và không gian này của chúng ta quay về kênh này thì không thấy kinh kia nữa đây là một ví dụ rất hay. Ngoài ra, còn có một ví dụ khác rất tù thắng. Ở trong Phật môn của chúng ta, mọi người thường hay bái sám, từ bi tam mùi tụy sám. Đây là câu chuyện về quốc sư Ngộ Đạt vào thời nhà đường. Quốc sư Ngộ Đạt gặp tôn giả ca tại Tứ Xuyên. Đó cũng là không cùng kênh. Ngài bị ghẻ mặt người du phương chữ trị trước kia ngài gặp một người xuất gia nghèo khổ bệnh tật ngài chăm sóc cho vị ấy quốc sư ngộ đạt lúc trẻ đã chăm sóc cho vị ấy vô cùng thành tâm thành ý toàn tâm toàn lực mà chăm sóc người này bảo với ngài rằng tương lai khi ông gặp đại nạn Ông hãy đến một nơi ở Tứ Xuyên. Nơi đó có hai cây tùng. Ông tìm được nơi đó rồi thì đến tìm tôi. Vì vậy, sau khi Ngài bị ghẻ mặt người, câu chuyện này ở trong phần lời tựa phía trước, Tam Bụi Tụy Sám nói rất rõ ràng. Ngài tìm đến Tôn Giả Ca Nạc Ca. Tôn Giả Ca Nạc Ca dùng nước từ bi Tam Bụi rửa cho Ngài giúp ngài tiêu oan giải kết đây là do oan gia trái chủ tìm đến đã hóa giải được rồi oan gia trái chủ này đi rồi thì bệnh ghẻ mặt người của ngài liền khỏi đây là đạo tràng của a la hán sau khi ngài rời khỏi quay đầu nhìn lại thì đạo tràng biến mất toàn bộ cung điện lầu cát đều biến mất cũng là một vùng núi hoang đây đều nói rõ thời gian và không gian không phải là thật kinh kim cang nói với chúng ta hết tại pháp Hữu vi như mộng quyện bọt bóng không được chấp trước không nhận không chấp trước mà ngay cả phân biệt cũng không được hơi có một chút phân biệt chấp trước thì rơi vào trong phan duyên rồi cho nên phật dạy chúng ta đối với tất cả pháp thế xúc thế gian không phân biệt không chấp trước không khởi tâm không động niệm thì bạn được đại tự tại ở trong tất cả cảnh giới Tập Pháp giới có hay không vậy? Có. Khẳng định là có. Ngày nay, nhà khoa học gọi là cuộc sống trong chiều không gian khác nhau. Chúng ta dứt khoát, không được nghi ngờ. Chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết Pháp mỗi một chiều không gian đều có chúng sanh tâm của chư phật bồ tát bình đẳng thanh tịnh cho nên nơi nào có duyên thì các ngài đến nơi đó thuyết pháp vì vậy kinh này không phải nói ở nhân gian cũng tức là không phải nói tại không gian ba chiều bốn chiều này của chúng ta tính chúng cũng khác với kinh điển thông thường của chúng ta ghi chép kinh điển thông thường 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 ghi chép chúng đại tỳ kheo một hai trăm năm mươi người trong kinh này chúng đại tỳ kheo có tám ngàn người chúng Bồ Tát có 32.000 người những con số này đều là đại biểu cho viên mãn tỳ-kheo là tiếng Ấn Độ Bồ Tát maha Tát cũng là tiếng Ấn Độ tỳ kheo thêm vào chữ đại thì không phải tỳ kheo thông thường mà là đại quyền Tị hiện bồ tát đại thừa dùng thân phận tỳ kheo đến Tị hiện thực ra toàn là bồ tát ma ha cộng lại có 40.000 người. Đây là Pháp hội thù thắng không gì sánh bằng. Những danh tướng này chúng ta nghe nhiều rồi. Có thể tiết kiệm một chút thời gian. Chữ chúng này cần được giải thích sơ lược một chút ở trong kinh chúng ta thường nhìn thấy chữ này chữ này nói theo lời hiện nay chính là đoàn thể người hiện nay gọi là đoàn thể chúng ta thông thường nói đoàn thể nhân dân đoàn thể tôn giáo chữ chúng này trong nhà phật có nghĩa là đoàn thể chúng tỳ kheo theo cách nói hiện nay đó chính là đoàn thể tôn giáo hoặc gọi là đoàn tỷ phật giáo tuy nhiên đoàn tỷ này khác với đoàn tỷ thông thường gọi là đoàn tỷ hòa hợp cho nên trong tam quy y chúng ta đọc đến quy y tam chúng trung tôn đoàn tỷ này là đoàn tỷ đáng được người tôn kính nhất trong tất cả các đoàn thể của thế xuất thế gian. Vì sao vậy? Vì người người đều tuân thủ lục hòa kính. Nên đoàn thể này là đáng quý. Đoàn thể này đáng được người tôn kính. Là đoàn thể lục hòa kính tỳ kheo còn như vậy huống hồ làm bồ tát bồ tát thì chúng ta càng không cần phải nói cho nên đoàn thể của đệ tử phật là đoàn thể lục hoàn kính chúng ta nhất định phải hiểu rõ phải tôn trọng phải học tập nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh gọi cực lạc nam mô a di đà phật việc dịch ban biên dịch pháp âm tuyên lưu diễn đọc phật tử thiền quan